Xin chào các khách hàng đang theo dõi livestream của DK Ibram Beauty. Và hôm nay thì DK rất là vui khi lại được cho mọi người xem một cái sản phẩm môi vừa được thực hiện bởi chuyên gia tại DK là Master Hoàng Quyên. Như mọi người có thể quan sát là trên tay mình hiện giờ nhé, là hình ảnh tư liệu môi ban đầu của bạn khách hàng của chúng ta. Như mọi người có thể nhìn thấy qua màn ảnh đấy ạ, là môi của bạn ấy thì không phải là một cái đôi môi thâm nhiều, nhưng tuy nhiên cái tình trạng da môi của bạn ấy thì khá là nhăn, là một cái ca môi gọi là cũng khá là khó ăn mực. Và chuyên gia tại DK là chị Quyên đã phải xử lý rất là kỹ cho cái ca môi này. Và để nói phân tích kỹ hơn về quy trình làm môi tại DK thì chúng ta hãy cùng nói chuyện với cả Master Hoàng Quyên nhé. Chị Quyên ơi, bình thường một ca làm môi thì nhà mình cần bao nhiêu thời gian để thực hiện hả chị? Bình thường một ca làm môi đối với những cái môi bình thường ấy mà không thâm này, với lại môi căng mọng thì khoảng 30 phút là đã làm xong. Và thời gian ổ tê 30 phút nữa là sẽ là 1 tiếng. Nhưng đối với ca môi khó của bạn này, như hôm nay là chị đã làm đến 40 phút rồi. Môi của bạn thì tuy không thâm lắm, nhưng mà cái phần môi trên này thâm hơn môi dưới. Nhưng môi của bạn thì nhăn và không ăn mực, nên là chị cũng phải đi rất là kỹ càng và nhẹ nhàng. Nếu như mình mà đi sâu quá là sẽ bị tổn thương. Đấy, như máy quay có thể nhìn này, khi mà mình đã đi với cái môi của bạn thì là môi da mỏng này, nhăn này, mà mình đi không sưng tí nào thì phải kỹ thuật để xử lý rất là kỹ lưỡng và với rất là nhẹ tay trên bề mặt của môi, là mình phun nhẹ thôi, phun sương. Có nhiều bạn thắc mắc rằng là làm môi mà nhẹ nhàng mà không sưng như thế này thì liệu có đảm bảo là màu môi bong ra có đẹp được không? Thì hôm nay chị Quyên có thể giúp em là đính chính trong livestream này cho mọi người cùng nghe được không ạ? Không phải là đi nhẹ tay mà để màu môi không lên được các bạn nhé. Bởi ra cái kỹ thuật đi, mình đi làm sao để cho nó đều lực tay này, và mình đi làm sao cho nó đủ lo mực với cái đôi môi này, chứ không phải là mình cứ đi nhiều là nó lên màu. Không phải đâu nha các bạn nhé. Có khi những cái môi mình đi càng mỏng thì nó lại lên màu. Đấy, không phải là đi quá nhiều để có màu, và đi quá nhiều cũng không tốt. Vâng, như chuyên gia vừa chia sẻ đấy ạ, là khi mà làm môi tại DK thì các chuyên gia sử dụng công nghệ vi chạm, là một công nghệ châu Âu, chỉ đưa mực xuống lớp đầu tiên là lớp thượng bì của bề mặt da thôi. Cho nên là ngoài cái việc mà hạn chế tối đa được sưng nề cho khách hàng, như mọi người có thể quan sát ở trong clip này nhé, thì khách hàng mà sau khi làm xong cũng không cần ăn kiêng gì cả. Trứng này, rau muống, thịt bò, xôi nếp thì đều có thể ăn uống vô tư. Tuy nhiên là trong thời gian mà môi chưa bong thì các chị em lưu ý giúp em là chúng ta sẽ phải vệ sinh môi thật sạch bằng nước muối sinh lý, rồi sau đấy thì thấm môi khô đi nhé. Vậy còn những môi thâm nhiều thì sao hả chị Quyên? Có cách giải quyết gì không ạ? Thâm nhiều ấy thì theo như chị thì là mọi người lên khử thâm lần 1, và lần 2 chúng ta sẽ vào màu là sau 2 tháng với môi thâm nhiều. Bởi vì khi mình khử thâm thì mình cũng phải đi rất là nhiều bước, nhiều lượt, nên mình không quá cố gắng để mình đưa màu vào một lúc trong ngày một ngày làm. Đấy thì mình lên là chia ra làm 2 công đoạn, đó là bước 1 tẩy thâm và sau 2 tháng thì chúng ta lên vào màu, để cho đảm bảo cái độ màu của môi nó trong và nó mướt hơn thì mình lên làm 2 bước như vậy. Vâng ạ, và như chuyên gia vừa chia sẻ đấy, mình sẽ cho mọi người một cái ví dụ để chúng ta có thể tưởng tượng dễ hơn nhé. Như là hai bức tường này, một bức tường màu đen và một bức tường màu trắng. Bức tường màu trắng mà chúng ta muốn sơn sang màu hồng ấy thì chỉ cần một nước là xong. Nhưng đối với bức tường màu đen thì chúng ta sẽ phải sơn 2, thậm chí là 3 nước thì nó mới có thể đổi được sang cái màu hồng. Vậy nên là với những chị em nào mà môi thâm nhiều ấy thì các chuyên gia tại DK sẽ có cách xử lý riêng cho mọi người. Công đoạn sẽ chia ra thành 2 đoạn. Và ngoài ra thì đối với những chị em nào mà môi thâm nhiều thì có thể là sau khi làm xong môi sẽ sưng nề mất vài tiếng hoặc là hơn một ngày. Thì nếu như mà chúng ta làm văn phòng nhá, thì chúng ta nên sắp xếp thời gian vào những ngày cuối tuần, để việc làm môi xong mà nhỡ có chẳng may hơi sưng một chút xíu không ảnh hưởng đến công việc của các chị em nhé. Và với cái tình trạng da mặt của bạn khách hàng ngày hôm nay thì em thấy rất là đẹp, thì không biết là chị tư vấn cho bạn ấy màu môi gì hả chị? Chị thì chị chưa kịp tư vấn, thì bạn ấy muốn là màu đỏ cam. Màu đỏ cam thì chị cũng cảm thấy rất là phù hợp với bạn ấy, bởi vì là bạn ấy da trắng ấy. Vâng. Da trắng ấy, bạn có thể chia sẻ về khi mình làm môi thì em có bị đau không? Và em cảm thấy thế nào? Vâng ạ. Thế thì bạn có thể cho tớ, trước khi mà chia sẻ cảm nhận của mình thì bạn cho tớ xin tên của bạn và bạn đến từ đâu có được không? Mình tên là Thanh, mình đến từ Cầu Giấy. Vâng. Thế có biết là lý do gì mà Thanh lại biết đến DK? Được giới thiệu ạ. Với cả xem trên Facebook. Thế không biết là khi mà xem các sản phẩm của DK ở trên Facebook ấy, thì Thanh có cái đánh giá như thế nào? Thấy tốt mà. Thế tốt hôm nay đẹp thì làm. Cảm nhận của Thanh như thế nào khi mà Thanh đến DK trực tiếp? Đến thì cũng hút lông mày mấy lần rồi, cảm thấy rất là ưng ạ. Và môi cũng thế. Có nghĩa là Thanh còn đang sử dụng dịch vụ xóa lông mày của bên mình nữa đúng không? Bây giờ thì Thanh soi gương giúp mình, và Thanh cho mình xin cái cảm nhận của Thanh là vừa phun môi xong này thì Thanh cảm thấy như thế nào, và trong quá trình làm thì có đau rát hay là khó chịu không Thanh?
Không đau, mà lúc nào hơi đau tí thì chị lại ủ thêm. Không biết là Thanh đánh giá như thế nào về độ chăm sóc của chị Quyên trong quá trình mà làm môi cho mình? Chị cẩn thận ạ, rất tốt ạ. Vẫn đang hơi dưng nên khó nói. Hơi tê đúng không? Bây giờ môi đang tê, nó hơi cứng một chút. Thì lát nữa thì bên mình sẽ tặng thuốc cho Thanh, và sau đấy thì bên mình sẽ hướng dẫn Thanh là vệ sinh môi cũng như là uống thuốc như nào cho môi là bớt sưng nề nhá. Và nếu như bạn nào cũng có một muốn có một cái đôi môi đẹp như là bạn Thanh này, được chị Quyên cũng như là tất cả các master khác tại DK làm đẹp thêm cho mình, thì mọi người có thể đăng ký sử dụng dịch vụ của DK qua hotline 0911 310000 hoặc 0912 310000 để được tư vấn kỹ hơn về dịch vụ, hướng dẫn đặt lịch và đặt cọc nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay của DK, và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.